Cô gái xinh đẹp Nhật Bản lấy hết can đảm, tiết lộ 7 điều sốc ở Việt Nam khiến netizen Nhật choáng váng. Chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với Loa Phường 4.0. Người ta nói nhập gia tùy tục, bạn đến một nơi có nền văn hóa có sự khác biệt với nơi mà bạn vẫn thường sinh sống thì nên cố gắng làm quen, hòa nhập. Vốn là một quốc gia trọng lễ nghi, cũng không thiếu những thói quen dở khóc dở cười. Hòa nhập với văn hóa Việt Nam hẳn là một bài toán vừa khó vừa thú vị cho người nước ngoài. Như cô bạn người Nhật trong câu chuyện sau đây chẳng hạn. Cô bạn xinh đẹp người Nhật Bản này sở hữu kênh YouTube Raku Raku Việt Nam với gần 40.000 người đăng ký. Cô ấy đã sinh sống và làm việc ở Việt Nam được một thời gian, bây giờ đã khá quen thuộc với Việt Nam rồi. Vậy nên bây giờ cô ấy đã ngồi lại và chia sẻ cho khán giả 7 điều khiến phần lớn người Nhật khá sốc khi mới đến Việt Nam. Hãy cùng xem đó là gì nhé! Điều đầu tiên mà cô bạn này sốc khi ở Việt Nam chính là người Việt luôn phát ra âm thanh lớn mỗi khi ăn. Theo quan điểm của một số người, thì việc ăn phát ra tiếng khi ăn mới chứng tỏ là ăn ngon. Âm thanh này có thể khiến người đối diện cảm thấy bạn đang thưởng thức món ăn một cách ngon lành. Nhưng nó cũng có thể gây khó chịu cho một số người. Nhưng thực ra thì cũng không hẳn là người Việt nào cũng phát ra tiếng lớn khi nhai đâu. Một số người vẫn chuộng cách ăn gọn gàng, không phát ra tiếng động. Điều gây chấn động thứ hai đối với cô bạn người Nhật này chính là lực lượng ninja hùng hậu ở Việt Nam. Nếu Nhật Bản nổi tiếng với ninja thì Việt Nam cũng không hề kém cạnh đâu à nha. Thật ra thì ninja là một cách gọi hài hước, chỉ lớp ngụy trang của các chị nữ khi đi xe máy. Combo bất bại gồm có áo chống nắng dài rộng phủ khắp cơ thể, mặt bịt kín khẩu trang, đeo kính đen, đội mũ bảo hiểm. Còn về tuyệt chiêu đi xe của các ninja Việt Nam thì đảm bảo các ninja Nhật Bản phải chào thua. Nhưng có một thắc mắc to đùng mà người Nhật tò mò chính là ở Việt Nam nóng như thế mà sao ninja vẫn trùm kín mít như vậy. Nếu các bạn ở xứ lạnh hoặc nơi có thời tiết ôn hòa thì sẽ không hiểu được nỗi khổ của những nơi nắng nóng như ở Việt Nam đâu. Nếu không trùm kín thì trông có vẻ mát thật, nhưng nó hại giá vô cùng. Nếu những hôm nhiệt độ ngoài trời cao hơn nhiệt độ cơ thể thì lại càng dễ gây mệt hơn nữa, nên tốt nhất cứ trùm kín vào. Điều thứ ba khiến người Nhật bất ngờ chính là văn hóa mời dùng cơm của người Việt Nam. Thật ra bữa cơm của người Việt không chỉ đơn thuần là ăn cho no bụng mà nó còn hàm chứa nhiều ý nghĩa văn hóa. Tục mời cơm của người Việt là cả một nét đẹp trong văn hóa ứng xử. Khi mời cơm, phải mời từ người lớn tuổi nhất trong nhà như ông bà rồi mới tới cha mẹ và anh chị. Lời mời phải nhẹ nhàng, lễ phép, đi kèm là hành động xoa đũa, lau bát cho người lớn tuổi hơn, thể hiện sự kính trọng bề trên trong bữa ăn nói riêng và trong văn hóa ứng xử nói chung. Điều thứ tư, ăn thì có thể mời một lần, nhưng uống thì uống lần nào nhất định phải mời lần đó. Nói mời cho vui vậy thôi, chứ thực chất là 1, 2, 3, rô đó các bạn ạ. Đấy hẳn là câu cửa miệng của mọi người trên bàn nhậu. Chỉ cần một người khởi xướng, bắt nhịp, tất cả sẽ cùng hô theo rất vui vẻ. Nếu trên bàn nhậu mà thiếu câu hô hào này là coi như mất vui. Nên người Nhật khi nhìn thấy sự hào hứng trên bàn nhậu, chỉ nhờ câu nói này cũng phấn khích lắm đó. Điều thứ 5 khiến netizen Nhật bất ngờ về Việt Nam chính là người Việt không có thói quen che miệng khi dùng tăm. Thực ra thì điều này cũng không hẳn đâu nha các bạn. Cũng có người có thói quen lấy tay che miệng khi rửa răng cơ mà. Điều thứ 6, người Việt Nam sau khi rửa tay thường có thói quen lau ướt vào áo quần. Thật ra điều này cũng không quá lạ đúng không các bạn nhỉ? Nhưng với nhiều người Nhật Bản thì hành động này khá lạ. Cuối cùng, điều khiến netizen ngỡ ngàng về người Việt Nam chính là người Việt không dừng đèn đỏ đúng cách. Nghĩ rằng còn vài giây đèn đỏ trước khi chuyển đèn xanh, tức là vẫn còn đèn đỏ đó nha, mà nhiều người vẫn vượt luôn. Còn khi gặp đèn vàng, thay vì đi chậm lại thì nhiều người lại tăng tốc rồ ga. Sau những tiết lộ của cô bạn này, hãy cùng xem cư dân mạng Nhật Bản đã nói những gì nhé. Cũng giống như khi người Nhật hay người Hàn lúc ăn mì, họ sẽ thấy ngon hơn nếu tạo ra nhiều tiếng ồn nhất có thể. Điều làm tôi ngạc nhiên khi đến Việt Nam là vào lúc đường tắc nghẽn, xe máy sẽ đi trên vỉa hè hoặc xe máy sẽ len lỏi qua các lối đi hẹp của chợ. Ở Việt Nam, nhiều gia đình thường hay mở nhạc thật to, họ hát karaoke trong nhà mà ở xóm nghe là chuyện hết sức bình thường. Vỉa hè không dành cho người đi bộ mà được sử dụng làm nơi đỗ xe đạp, nơi làm việc của cửa hàng và quán ăn tự phục vụ. Tôi đã thấy nhiều người bị ngã nhiều lần khi dừng xe, khi đang mặc quần áo kiểu ninja, điều này không an toàn lắm. Ở Việt Nam có siêu nhiều xe máy, lần đầu sang đây tôi còn choáng ngợp nữa mà. Có vẻ người Việt không chuộng sử dụng các phương tiện công cộng cho lắm. Khác với Nhật Bản, ở Việt Nam trừ khi đi tiệc, thường thì nữ giới rất ít khi trang điểm khi ra đường, ngay cả khi đi làm. Nhưng con gái Việt Nam đa phần đều rất xinh. Ở Việt Nam có nhiều điều hay ho lắm. Ví dụ như văn hóa mời cơm người lớn, tôi cảm thấy như vậy rất ý nghĩa, lại gắn kết. Khác với văn hóa ẩm thực theo mùa của Nhật Bản, người Việt Nam hầu như không có thói quen ăn uống theo mùa. Ví dụ món lẩu, một món ăn yêu thích của người Việt, có thể được ăn vào bất kỳ mùa nào trong năm dù trời lạnh hay nóng.
người Việt thích ngủ trưa trong khi người Nhật coi đó là việc mất thời gian. Nhưng khi tôi thử ngủ trưa một chút, tôi thấy bản thân mình dồi dào năng lượng, có sức để làm việc hơn, bạn nên thử. Khi mới sang Việt Nam, tôi bất ngờ khi thấy cảnh người Việt có thể trò chuyện rôm rả với nhau trên xe buýt hay nơi công cộng. Nhưng đây là một điều hiếm thấy ở Nhật. Ngoài ra dù không quen biết, người Việt cũng có thể dễ dàng tươi cười, bắt chuyện. Điều này làm tôi rất ngạc nhiên và thấy rằng người Việt Nam thật thân thiện. Nhiều người Việt tôi gặp khi ăn họ không phát ra tiếng đâu. Vậy nên việc tạo ra âm thanh khi nhai tùy vào thói quen của mỗi người thôi. Còn một điều bất ngờ ở Việt Nam nữa cơ, đó là người Việt rất thích ngủ trưa. Trong khi ở Nhật Bản, ngủ trưa là biểu hiện của sự lười biếng. Ở Đông Nam Á, người ta thường không lau tay bằng khăn sau khi dùng nước. Tôi đến nhiều nơi thấy vậy, không riêng gì ở Việt Nam. Hoặc họ để tay ướt tự khô hoặc lau vào quần áo. Điều tôi lo ngại là mọi người đang mua sắm tại siêu thị nhưng lại để trẻ em đi giày vào xe đẩy. Bạn có thể thấy mọi người mở và ăn những món họ đã mua trước khi thanh toán hóa đơn. Ở Việt Nam, nếu bạn không lên hoặc xuống xe buýt thành phố nhanh chóng, họ sẽ không đợi bạn. Và nếu bạn ngần ngại trả tiền, họ sẽ thò tay vào ví của bạn và lấy ra số tiền cần thiết. Tôi chưa bao giờ lấy nhiều và tôi đã nhận được tiền lẻ. Nhật Bản không có nhiều khác biệt. Có khá nhiều người sau khi rửa tay vẫn lau tay vào quần áo mà. Tôi nghĩ mọi người yêu thích Việt Nam vì cảm giác thoải mái, tự do, gần gũi. Ở Nhật, giữa người với người vẫn tồn tại sự xa cách. Người Việt Nam có thể ngồi dưới đất ăn mà không cần dùng bàn. Tôi khá bất ngờ khi lần đầu thấy điều này. Nhưng ở Việt Nam lâu thì thấy bình thường, cũng khá thoải mái khi ăn. Phong cách ninja rất thú vị. Nó giúp chống nắng tốt giữa cái nắng gắt gao của Việt Nam. Tôi chắc chắn đã từng thấy ai đó như vậy. Người Việt Nam khi ăn những món như phở, hủ tiếu cũng hay tạo ra âm thanh lạo xạo như vậy lắm. Nghe một hai lần thì thấy không quen, nhưng nghe nhiều lại thấy ngon miệng, cảm giác thèm ăn. Trẻ em mẫu giáo thường lau tay vào quần áo ở Nhật Bản. Nhiều người có thể ngừng chơi khi vào tiểu học vì cha mẹ bảo họ dừng lại. Ngoài ra nhiều trường mẫu giáo còn dạy trẻ quấn khăn quanh eo và dùng khăn đó lau khô tay. Khi gọt vỏ trái cây, người Việt hướng dao về phía ngoài, người Nhật thì quay lưỡi dao về phía trong mình. Nếu bạn nói lau tay bằng quần áo là mất vệ sinh, vậy thì cái nào sạch hơn? Lau tay chưa rửa bằng khăn tay, liệu bạn có đảm bảo rằng chiếc khăn đó luôn sạch không? Ngoài ra, có khá nhiều đàn ông ở Nhật không rửa tay sau khi đi vệ sinh. Nó có thể phụ thuộc vào khu vực. Là một người Nhật, tôi có thể nói với bạn rằng mọi người không sạch sẽ lắm đâu nha. Với những mẩu chuyện chia sẻ trên góc nhìn cá nhân thế này, thì 9 người 10 Ý, mỗi người sẽ có một ấn tượng và trải nghiệm riêng. Vậy với 7 điều cô bạn xinh đẹp kia vừa chia sẻ ở trên, thì bạn đồng tình và không đồng tình với điều nào, hãy để lại bình luận để chia sẻ cho tụi mình cùng biết với nhé. Nếu bạn thích video này, thì hãy cho admin một like. Đừng quên nhấn đăng ký kênh Loa Vườn 4.0 và bật chuông theo dõi để đón xem nhiều video thú vị hay những tin tức nóng hổi từ tụi mình nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.